Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một video vùng đất chết nha anh em. Mình rất là cảm ơn anh em trong thời gian qua đã rất là ủng hộ vùng đất chết. Mặc dù chỉ mới có 3 tập thôi, nhưng mà mình cảm nhận được cái sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều luôn. Mình rất là cảm ơn anh em rất là nhiều. Sao anh dịch, anh che em lại gì? Cái này là kênh em, phải kênh anh nha, sao anh lại che em lại? Hả dịch? Mình đã che em có quyền. Dịch! Ok, gì đâu vô văn hóa. Ok rồi. Thì trong những cái lần mà bọn mình không quay clip các bạn, thì mình với anh Dịch đã đi đào và đào được một mớ sắt nè. Đó, rất là nhiều sắt luôn. Và còn đào được một ít đá nữa. Đúng rồi, bây giờ sẵn có sắt ở đây thì mình sẽ làm cho anh Vịt gọi là một ít đồ nha các bạn. Đó, em sẽ làm cho Vịt một cái kiếm nè, một cái sẻng nè, cái cuốc rồi tùm lum tùm la luôn, để chúng ta bắt đầu gọi là sinh tồn trong cái thế giới này nha. Ủa khoan từ, hình như em thấy trời nó bắt đầu tối rồi, tôi em nghĩ là em phải kiếm cho anh cái giường đã. Mít tao Dịch, em bị một con gà dí. Phải rồi. Phải rồi. Con gà trong đây là gà zombie, cho nên là nó mới có màu xanh đó anh. Và nó tấn công người được nha. Cẩn thận nhanh khoan từ. Để em kiếm một con cừu để em làm cho anh cái giường đã. Ủa tưởng trong cái số đây có nè, có nè. Đây có rồi. Ôi trời. Đúng rồi. Không, cừu nó có cắn người nha. Cừu này cũng là cừu zombie á, nó mới cắn em nè. Ok, một cái len thôi. Con gì không phải là zombie không trời? Không, trong thế giới này con gì cũng là zombie cả, bởi vì là vùng đất chết. Bất cứ con gì trong đây, kể cả là con rận nè, con ong hoặc là con chuồn chuồn, con đơm đớm, nói chung con gì trong cái thế giới này cũng là zombie hết á. Ghê không? Rồi. Con gì là zombie luôn, ghê hả? Đúng rồi. Ok, bây giờ về nhà em chế cho anh cái giường, là trời sắp tối rồi. Chứ để hai anh em mình mà ngủ chung một giường thì nó hơi có vấn đề. Thế là hôm nào mình cũng bị Phong Cận gọi là làm đè á. Sáng okay. Sau đi đâu đít quá. Rồi, dịch nằm giường bên đây nha, em nằm giường bên đây. Ngủ được chưa? Được, chưa ngủ được nè. Ok, tranh thủ thời gian đó nhau, em sẽ làm cho anh gọi là cái kiếm với lại là một cái cúp cây rìu gì đó. Ok. Quên, cứ chế giáp người ta. Khoan, chế giáp là phải cần có đá. Bây giờ chúng ta phải đi đào đá đã. Ok. Mới sáng sớm là hai anh em mình phải đi đập đá dịch à. Đi đập đá trong buổi sáng hiểu không? Đi. Đào đâu vậy? Giờ mình tìm hang hay mình đào quanh bên đây nè, bên đây có hang nè, đi theo em. Qua đây mình đập đá. Vô đây. Bây giờ mình sẽ đi đào đá và mình sẽ chế tạo giáp sắt nha anh em. Bởi vì là muốn chế tạo giáp sắt là phải có đá nha anh em thì mới chế tạo được. Mình có không hiểu nữa tại sao chế tạo giáp sắt mà phải cần có đá. Kỳ vậy ta. Ui. Đá là người ta để đập. Ôi zombie. Trời, qua một buổi tối thôi là zombie xuất hiện một nùi luôn các bạn ơi. Bảy nùi luôn. Một bầy luôn anh ơi. Đi qua đây mà không để ý mà lọt xuống cái hố này chắc chết luôn á. Ôi khoan, từ từ nha anh, cẩn thận nha anh. Ôi vô giết qua nó phụ em anh ơi. Ôi đông quá. Mấy con này có vẻ trâu bình thường ta. Bọn nó khỏe lắm anh, bọn nó nhiều máu lắm, quýnh kiếm kim cương mà nãy giờ không chết luôn, thấy ghê không? Ui nó đập em một phát 30 máu luôn á. Không ta nó chọc mặt đây. Ôi. Con này nó đánh một phát là 30 máu luôn anh. Ui, rồi, trời. Trời. 30 máu luôn hả, ghê à? Đúng rồi, con này nó quýnh mình một phát là 30 máu luôn mà. Mày hả mày? Mày có chân chết đi dịch. Ok rồi. Mày có chân chết, thằng tôi chân quá. Ok rồi. Rồi giết hết rồi. Đây là cái hang, là cái hang mà em hay dùng để em đi đào đá dịch. Mình sẽ đào đá trong đây nha. Ok. Đào đá ra nè. Ủa đó bao nhiêu đá đủ vậy? Em không biết nữa, chắc là tầm một bộ đồ chắc cũng phải tầm khoảng 30 viên thì phải. Em nghĩ là vậy. 30 viên hả? Đúng rồi. Dùng skill đào cho nhanh anh. Ok. Em có 30 viên đá nè. Bây giờ em sẽ lên em chế tạo cho em bộ giáp trước nha. Em còn chưa có giáp nữa nè, huống gì dịch. Trời là trời, em là chủ map mà em còn chưa có giáp nữa nè. Ok, để vào chế giáp cho mình chứ. Thì nó đã em bày đặt là chưa có giáp đồ. Phải rồi, đó không? Này sẽ chế hai cái giáp nè, hai cái nón nè. Rồi chế cho dịch cho dài nữa. Ok, bây giờ nè. Dịch đến đâu rồi? Qua đây giáp nè. Ok, cho anh cái nón nè, cho anh một cái áo nè. Đó. Rồi, để em dùng em còn thiếu cái quần, dịch cũng thiếu cái quần với đôi giày đúng không? Thiếu okay. Đôi chị tinh tế. Ok, để một tí nữa chúng ta hãy đi đào thêm sắt chúng ta làm. Quên nữa, thì từ nãy giờ mình chưa nói với các bạn rằng là trong tập này chúng ta sẽ làm gì. Thì trong tập này theo như mà mình suy nghĩ á, thì những cái tập vừa rồi là bọn mình cũng đã đi gọi là sinh tồn và tìm được rất là nhiều khoáng sản rồi. Vậy tại sao chúng ta lại không xây một cái ngôi nhà mới, đúng không mấy bạn? Chúng ta đã có sắt nè, chúng ta đã có rìu nè, dễ dàng chặt gỗ, dễ dàng đập đá. Tại sao chúng ta lại không đi kiếm đá để xây cho chúng ta nguyên một cái tòa lâu đài, đúng không? Đó, hai hiệp sĩ ở trong vùng đất chết phải có một cái tòa lâu đài để sống mấy bạn ơi. Cái nhà nhỏ bé này, đúng rồi, cái nhà nhỏ bé này em không thích nữa. Bây giờ chúng ta hãy đập cái nhà nhỏ ra, chúng ta xây lâu đài đi anh. Hợp lý không? Qua cái lâu đài bên kia ở luôn, mắc công gì xây ra bệt đây. Không, cái này là cái tháp quái vật và mỗi buổi tối quái vật sẽ xuất hiện, chúng ta không ở trong đó được, anh hiểu không?
lỡ đang đang ở trong đó cái tiền đang tối đang ngủ nguyên con trứng bơm đâu xuất hiện nổi bùm cái chết queo sao? Đập ra để dọn đất xong rồi xây lại hả? Ừ, bây giờ chúng ta phải đập cái nhà này ra thì chúng ta mới xây một cái tòa lâu đài được, anh hiểu không? Ok, hiểu rồi. Bây giờ đập ra đi. Khoan, bây giờ anh đập xong anh lấy cái rương mà đựng đựng đồ á, anh đem ra ngoài anh để đây đi. Còn cái nhà này em sẽ đập đó, ra. Chờ. Ok, chờ tạm biệt. Làm xong rồi á. Tạm biệt ngôi nhà thân yêu. Bây giờ tao sẽ đập mày đây. Trời ơi, tao thương mày lắm nhưng mà thôi, tao phải đập mày để tao xây lâu đài. Trời ơi, nói thiệt luôn nha, cái nhà này lúc mà xây thì nhanh lắm mà lúc mà đập ra thì cũng hơi bị mệt luôn trời. Phải nào thiệt, dùng skill đập cho chào nhanh nè. Các bạn đến với channel của cái. Ông dịch, mình đang đập cái ông dịch, ông đưa cái mặt vô mình đập vô mặt ông dịch cũng chết luôn. Phải không? Tung tóe đồ luôn. Bây giờ mình đã đập xong cái nhà ra nè, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ gọi là xây cái tòa lâu đài ở hướng này đi. Nhìn hướng này nhìn vô sẽ rất là đẹp, cho nên mình sẽ xây cái tòa lâu đài ở chỗ này nha các bạn. Ok. Mà muốn xây tòa lâu đài chúng ta phải làm gì nào? Chúng ta sẽ gọi là đi xây bằng đá đi, xây bằng đá sẽ đẹp hơn. Và chúng ta trước tiên chúng ta sẽ xây cái sàn của nó trước. Dịch, anh đang xây gì vậy? Xây tòa lâu đài nè, bắt kèo qua nè. Đó. Đây là content, đây là content dành cho chị em xem nha. Dịch làm content 18 cộng hay gì? Ủa, người ta đang làm cái tòa lâu đài. Tòa lâu đài nào mà có hình kiểu này? Sao sao? Đây là hình cái tên lửa. Tên lửa. Tòa lâu đài tên lửa nào sống trong lâu đài. Ok. Để xem coi. Tào lao mà. Giờ để em coi coi, bây giờ em sẽ chế gỗ nè. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xây cái sàn ở trước nha. Tòa lâu đài á thì nói là lâu đài vậy thôi, nhưng mà bọn mình sẽ xây lâu đài mini nha các bạn, không có phải là xây lâu đài gọi là xây cái lâu đài bự quá, quá bự nha các bạn. Bự quá thì gọi là lấy đâu ra đá mà xây, cho nên là xây tòa lâu đài nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà vẫn phải là phải thật là đẹp, giống thật là tòa lâu đài, các bạn hiểu không? Rồi xong hết sạch đá luôn rồi. Ôi còn hả? Ok cho em đi. Rồi. Còn mấy cục á? Còn được có 10 cục mà cũng không đủ xây nữa. Trời trời khổ quá mà. Nhận thử thách làm gì? Khoan từ, bây giờ trước khi đào đá thì chúng ta sẽ gọi là lắp gỗ vô đi. Ok Dịch ơi, em nghĩ là bây giờ là cái quan trọng nhất để xây một cái tòa lâu đài á, đó chính là đá. Đúng rồi, chính là đá mấy bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình với Dịch sẽ là đi đập đá nha các bạn. Mà trước khi đập đá chắc là phải ngủ một đêm cái đã, tại vì trời sắp tối rồi. Để em lấy mấy cái giường ra. Rồi, để cái giường đây nè. Ngủ đêm đi, sáng sáng hôm sau hai anh em mình sẽ đi đập đá cực mạnh. Ok. Ok. 1 hour later. Dịch, bây giờ bọn mình muốn đi đập đá, bọn mình đi ra xa xa đi. Chứ em nghĩ cái hang này chắc cũng không có nhiều đá đâu. Mà muốn đi xa xa, anh nghĩ chúng ta phải đi bằng cái gì không? Nè, là đi theo, qua đây coi em nè. Anh thấy con gà đây không? Nè, coi em nè, coi em nè. Em leo con gà em ngồi luôn. Chị má sao leo đi? Anh chỉ cần lít chuột chuột phải á là anh sẽ leo lên con gà anh ngồi. Ờ, ghê không? Ghê không? Ờ, thú cưỡi. Mà con này chạy cực kỳ nhanh, không phải. Mà anh mập quá anh ngồi chết gà. Anh mập quá anh leo con gà chết gà luôn. Chết rồi. Bắt con khác coi. Bắt con khác đi, bắt con khác đi. Gì đâu lưng. Rồi chạy đi chạy nó chạy. Chạy. Rồi ok. À được rồi. Trời ơi ông Mr. Dịch ông mập quá, ông leo lên ba con gà chết hết ba con luôn bạn ơi, còn có con sống à. Ok, rồi đi. Ok bây giờ em với anh sẽ cùng nhau đi nha. Đi vô rừng kiếm. Ơi phan né mấy con gà này ra, nó tấn công á. Ok. Ông dịch ông hiệp, người ta là hiệp sĩ cưỡi ngựa cưỡi voi, ông dịch ông cưỡi gà. Ok thôi đi ok đi vào rừng nha bạn. Đi vào rừng để đi kiếm. Ủa đi đúng nhanh đúng không anh, đi vào rừng để đi kiếm. Ok mất gà, tiện ha. Đúng rồi, tiện thiệt sự luôn á. Ok đi qua rừng rậm nè. Ôi ơi, tính ra là mình sống gần sa mạc đúng không anh? Tiện vãi, sống gần sa mạc chúng ta sẽ không lo. Ui, Dịch ơi! Dịch! Gì? Qua đây! Ui mấy bạn ơi! Mấy bạn thấy gì bên kia không? Ui! Thấy gì không? Kìa, trước mặt kìa! Qua đi! Đi qua đây! Em thấy gì trước mặt mình kìa? Qua đây! Bỏ con gà đó đi, bỏ con gà đi! Qua đây! Ui! Mình thấy một cái gì đó bên đây nữa bạn ơi! Ui! Nè Dịch thấy gì không? Thấy gì không? Mình dịch đuôi thì sao á? Không thấy gì hết á. Đâu đây nè, trời ơi, trước mặt đây luôn rồi mà kêu không thấy gì. Ông dịch, ông chỉnh tầm nhìn của game thấp quá mà. Này. Wow. Một con dịch đội, một con rắn lên đầu. Tào lao, cái này ta gọi là nhân sư ông ơi. Đâu rồi con dịch? Bộ cái con gì màu nhân vàng cũng là con dịch hả? Đúng rồi, con này ta gọi là con nhân sư. Nhân sư gì mà nhìn trong dấu C3 ấy. Phải nồi. Nhân sư người ta là sư tử không? Ok, từ. Wow, to quá mày ơi. Nhìn trong C3 ấy. Ok, anh nhìn thấy cái hàm răng của nó không? Con này là chắc ngàn năm chưa đánh răng, là răng nó nhọn hoắt mà đang thui thì lùi à. Ok. Cậu vàng đi rồi ông giáo ạ. 5.000 đô.
Vãi nồi. Cái này là nhân sư chứ không phải cậu vàng đâu. Ok các bạn ơi. Nói gì mua anh kem, anh chè kem. Wow, mình thấy cái con gọi là con nhân sư này khá là bí ẩn nha các bạn. Wow, mình nghĩ là có lẽ tập sau mình sẽ đi khám phá con nhân sư này nha. Thì mấy bạn nào mà muốn mình gọi là đi khám phá cái tượng nhân sư này thì các bạn hãy like ủng hộ cho mình nha. Mình trong tập sau sẽ đi khám phá cái tượng nhân sư này nha các bạn. Đó, ủa rồi ông dịch rồi. Đang ngồi móc đít lên thư coi có vào không. Vãi rồi, nhân sư còn đi vô móc đít làm gì. Tào lao, đi đi. Sao mơ móc đít ra coi có vào không. Tào lao, người ta không bao giờ ta đi đường đó. Ta ông người ta đi, người ta chui vô cái miệng kìa. Có cái miệng để đi kìa. Tiện đập, đập mà nhân sư ra. Mà răng ghê lắm, sao mà dám chui vô được. Thì mình đập cái răng nó ra, mình đập hàm răng nó ra luôn. À quên. Đúng rồi, mình đập cái hàm răng của nó ra, mình chui vô. Nó hảo miệng ra, nó mời mình chui vô kìa. Ơi anh, có khi nào mình chui vô xong đóng. Nhân sư mà chỉ ăn pate uống xin. Phải rồi. Ơ dịch, anh nghĩ coi có khi nào mình chui vô cái tượng nhân sư, xong cái tượng nhân sư nó đóng cái miệng lại, xong mình nằm trong đó luôn. Rồi ngu người luôn. Ngu người luôn. Thôi mệt quá, đi đập đá đi ba. Đi đập đá để xây lâu đài nè. Trời ơi trời, từ nãy giờ quậy quá. Đi. Từ từ ơi, mập người ta bơi chậm nè. Trời ơi, ăn cho nhiều vô, mập như heo, mập như vịt vậy đó, bơi chậm mà. Ê, tính ra con vịt phải bơi nhanh mới đúng chứ, vịt bơi chậm. Rồi, dịch mập địch mới chậm. Dịch mập địch. Ok. Rồi thôi bây giờ mình với lại là anh Mr. Dịch sẽ cùng nhau đi đập đá. Và có lẽ rằng là khoảng 30 phút sau chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Ok. Mà 30 phút sẽ trôi qua bằng một cái búng tay thôi. À, các bạn ơi, cuối cùng thì 30 phút cũng đã trôi qua chỉ bằng một cái búng tay của mình. Đó, thật ra là bởi vì là mình đi đập đá hết 30 phút cho nên là mình phải gọi là tua nhanh để cho các bạn đỡ chán, hiểu không? Chứ 30 phút mà ngồi đập đá không thì đến khi nào mấy bạn mới có thể thấy được cái tà lâu đài xây ra đây. Ủa mà không biết ông dịch ông đi đâu ta, từ nãy giờ mình ăn hết mấy trái dưa hấu rồi chưa thấy ông về á mày. Phải nồi thật. Ủa hình như ông bên kia đúng không? Ủa dịch. Dịch đi anh ăn bò, cầm cây roi thật to, bò không đi ta lấy roi ta chọc bít bò là bò ngu luôn. Phải nồi, anh đi kiếm gì ạ? Anh kiếm đồ ăn hả? Nè, đồ ăn nè. Trời là trời, đập cần gì đâu phải đập cái cây ra đi để lấy táo có đồ ăn ở đây. Chị lấy. Người hai cái cây muốn loại học được đúng một quả seri này. Phải nồi, ok, anh kiếm được đá không? Em kiếm được được mười mấy stack đá luôn nè, anh kiếm được nhiều không? Ờ, từ từ để kiểm tra coi. Đây, có một vài cục đá trong người rồi. Có vài cục mà hả? Trời, từ nãy giờ anh đi đào 30 phút mà được có vài cục, phải nồi. Thì ngồi đào có 5 phút rồi, ngủ mới 2-5 phút rồi. Phải nồi, có anh bớt bữa dịch, anh đừng xạo nha, không giỡn nha. Trời, từ nãy giờ 30 phút rồi em đợi anh á. Ok từ. Nè trời ơi, người ta nói dỡ thôi nè, đầy đá này thôi, nhà không có gì ngoài đá nè đó. Ok thôi, lụm vô đi. Giờ em chỉ anh nè, bây giờ anh bấm vô cái bàn chế tạo. Sau đó anh bấm vô kiến trúc nè. Bấm vô kiến trúc nè, sau đó là anh bấm vô hình cái gì ta, cái khói này ta gọi là khói gì ta? Khói này tên gì nhỉ? Khói đá dày á. Khói đá dày anh. Đây nè, khói này nè, thấy không? Cái khói này nè. Khói đá không rồi. Khói đá dày này nè. Nó tên là khói đá. Thì em không biết tên, nói chung là anh cứ chế tạo cái đá này cho em đi. Cái đá này xây rất là đẹp các bạn ạ, cho nên mình sẽ chọn cái đá này để mình xây dựng nha. Ok, chế tạo ra nè. Em sẽ chế cái đá này ra để em xây dựng. Đó, chế mỗi tay luôn. Mà có cái nào để ấn ngay không vậy, ấn một tay quá. Ấn mỗi tay muốn chết luôn. Trong mini world chỉ có thể là nhấn từng cái vậy thôi à, không nhấn được nhanh đâu. Mỗi tay quá. 2000 years later. Bây giờ nè, anh hãy sử dụng cục đá này nè. Anh đặt xung quanh đây như thế này cho em. Kiểu 3x3 anh. Đó, ở ngay cái góc em đã xây sẵn rồi đó, 3x3. Sau đó là xây cao lên. 1 rồi nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đi. Cao 7 ô nha. Rồi sau đó thì anh hãy kiểu gọi là đặt xây kính hết 4 góc tường nha anh. Đây nè, xây kính hết 4 góc tường như thế này nè. Đó, em xây làm mẫu cho anh nè. Kính hết 4 góc tường luôn nha. Bọc nó lại cái gì? Bọc nó lại, đúng rồi, bọc nó lại. Ok, dịch đã xây xong cái thành ở đây luôn các bạn ơi. Ok, đó. Đó. Xong rồi, coi. Giờ biết điều gì chịu gì không? Điều gì? Nó không có cửa. Giờ sao vô? Giờ sao vô? Có cô giàu hả? Em cũng không biết. Ok, giỡn thôi, bây giờ là chúng ta sẽ... Không, chúng ta sẽ gọi là đập một cái lỗ ở giữa đây nè. Cái ta thành. Từ từ, cái cửa em sẽ thay hướng này đúng không? Rồi ok. Chỗ này là chính giữa nè. Chỗ này là chính giữa nè. Ok, xây cao lên đây như thế này. Ok, đúng rồi đó. Rồi ok, dịch làm đúng rồi nè. Rồi. Bây giờ em sẽ chế gỗ ra để em lắp cho xong cái sàn luôn. Cái sàn của bọn mình từ nãy giờ chưa lắp xong nữa. Ok, xong rồi nè. Rồi. Bây giờ là tòa lâu đài chúng ta đã xây được bên trong thế này.
mình sẽ xây thêm gọi là một cái mái của nó, là nó sẽ có hai tầng mấy bạn ơi. Tầng bên dưới là để gọi là làm nhà kho, là làm phòng ngủ. Tầng phía trên chúng ta sẽ leo lên trên để chúng ta đánh quái các bạn ạ. Đứng từ phía trên nhìn xuống, con quái nào lại gần thì đánh con quái đó. Đó kiểu kiểu vậy đó. Rồi. Sau này xây cả hầm bí mật. Đúng rồi, máy này còn xây hầm bí mật nữa mà. Nói chung là nhà của một mình là sẽ gọi là cực kỳ tiên tiến, anh hiểu không? Đó. Đúng rồi. Toilet với hầm bí mật. Ở mà toilet bí mật luôn anh. Kiểu như là hàng này thằng này đi toilet không lúc mà lúc nó mắc tè rồi không tìm được. Đúng rồi, đến lúc mà nó mắc tè nó không tìm được bởi vì cái toilet là toilet bí mật, hiểu không? Vậy rồi. Má là sao tìm? Ok các bạn ơi, và bây giờ bọn mình nghĩ là bọn mình sẽ xây tiếp ở trên cái lầu nha các bạn. Và để tránh mất thời gian của các bạn thì đoạn này mình sẽ tua nhanh một số đoạn nha. Ok, let's go. Two hours later. Hello. Good morning to you. Hello. What the hell? Ủa sao nó? Ủa sao nó không nổ vậy? Bạn này á, sao nổ được? Chơi bạn mình mà. Ủa sao nó không nổ các bạn? Không nổ. Bao không nổ luôn. Mấy bạn ơi, tự nhiên tôi thấy một cái hiện tượng lạ. Tại sao con trứng nổ nó lại không nổ ta? Ủa sao đứng? Ủa sao con trứng nổ đứng? Tắt từ từ. Ủa kỳ á, sao con trứng nổ nó không nổ ta? Hiện tượng lạ nha. Giữa phong sừng ballet tôi thấy hiện tượng lạ. Ở đây còn ngồi xuống nhìn anh kìa anh. Không nổ bạn ơi, trứng nổ không nổ. Trời ghê nha. Ơi nó còn đi theo dịch nữa kìa. Ôi các bạn ơi, con trứng nổ nó không nổ mà nó còn đi theo dịch nữa kìa các bạn ơi. Ủa anh Ủa sao anh bắt nó làm thú cưng được vậy? Đấy là bí thuật. Ơi có khi nào là do cái quả cherry anh đang cầm không? Anh đang cầm cái quả cherry kìa, có khi nào không? Ủa đó, ủa không được luôn. Ủa. Ủa mấy bạn ơi, hiện tượng lạ. Mr. Dịch có thể nuôi được trứng nổ các bạn ơi. Wow, ok. Chưa từng có trong mini world các bạn. Chưa từng có trong mini world, chưa từng có ai có thể nuôi được trứng nổ trừ Mr. Dịch. Chỗ Mr. Dịch nuôi được trứng nổ. Vi diệu. Thì Mr. Dịch trong tập này đã thu phục được một con trứng nổ các bạn ơi. Phải nói thiệt. Ok. Và mình biết rồi, mình không muốn giết nó giờ sao? Bây giờ đúng rồi ha, bây giờ dịch gọi là dịch thần phục được nó, dịch thương nó quá, dịch không muốn giết nó, bây giờ nó cứ đi theo dịch hoài giờ sao ta? Mà dẫn nó vô nhà thì ai dám trời. Hay anh xây cho nó cái chuồng đi, anh nhốt nó lại. Ok các bạn ơi, và trong tập này chúng ta đã xây được một tòa lâu đài để chúng ta sống nè. Và anh Mr. Dịch đã thu phục được một con trứng nổ. Đó, rất là hợp lý luôn. Và có lẽ là mình nghĩ là video này đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Vịt và các thành viên của Team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero nha. Và đừng quên đăng ký ủng hộ cho bạn trứng nổ của chúng ta nha. Bạn trứng nổ luôn. Nó đứng vô chào luôn kìa. Bữa nào anh tạo cho nó một cái channel tên là Mr. Trứng Nổ đi. Thôi là thêm trứng cút channel. Trứng cút channel. Ok. Ok, và bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video vùng đất chết lần sau. Yêu anh em, vãi nồi. Tạm biệt.